Như Việt Thảo đã nói, Việt Thảo rất thích ăn ở Hip Hop, và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng Hip Hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Người thợ nail tỉ mỉ, chăm chỉ, đem hết kỹ năng của mình làm sao cho khách được hài lòng để giữ vững cái job của mình. Các chủ tiệm nail lúc nào cũng muốn trong tay của mình có một đội ngũ chẳng những vững mạnh, còn có những sản phẩm tốt nhất, tiêu chuẩn nhất để làm hài lòng khách hàng nhằm tăng cao lợi nhuận của salon của mình. Còn những chủ nail supply, họ không cần một đội ngũ chuyên nghiệp, mà họ cần những sản phẩm mới nhất, tốt nhất, độc đáo nhất để cung ứng cho thị trường phát triển của ngành nail khắp nơi. Và từ đó, những người dày dạn kinh nghiệm trong ngành nail đã nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm vượt trội của năm 2019 do công ty Nitro sản xuất. Và một trong những sản phẩm vượt trội đó chính là bột nhúng Nitro, còn có tên gọi là Nitro Healthy Dipping System do công ty Nitro sản xuất. Các bạn muốn tìm hiểu về những sản phẩm vượt trội trong năm 2019 của công ty Nitro Made in USA, hãy vào website www.nitronails.com hoặc gọi điện thoại số 855-747-8581. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Các bạn ơi, trong khi xem video clip của Việt Thảo, khi nào thuận tiện nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Dạ. Yeah. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo mời các bạn đến với một cái câu chuyện thật mà Việt Thảo đã chứng kiến xảy ra ở tại quận Đầm Dơi, ở ngay tại chợ Đầm Dơi. Nó có liên quan đến cái thế giới bên kia hay cái thế giới vô hình mà người ta gọi là ma. Đó là chuyện ma giấu người. Vấn đề ma giấu người từ nhỏ tôi đã nghe nhiều, cho tới lớn vẫn còn nghe. Nhưng mà tôi vẫn bán tính bán nghi một điều: có phải thật sự ma giấu hay là do người ta đầu óc không tỉnh táo, hay là do sự khủng hoảng mà tự mình làm lấy mình? Giống như mình vô mình trốn chỗ nào đó rồi người khác tưởng là bị ma giấu, mà người trốn cũng không nghĩ rằng mình trốn nữa, tự động ngồi đó vậy hả? Nó trở thành ma giấu. Đó là suy nghĩ bình thường của Việt Thảo như vậy. Nhưng mà câu chuyện sau đây, cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa tìm được câu giải đáp. Nó xảy ra lúc khi tôi còn nhỏ, đi học ở trường tiểu học quận Đầm Dơi. Cũng xin nhắc lại một điều là khi tôi kể câu chuyện này bằng tất cả cái sự thật và do cái vận dụng trí nhớ của tôi, năm nay tôi 64 tuổi rồi, câu chuyện nó xảy ra chắc cũng phải gần 60 năm. À, 50 mấy năm, dạ. Cho nên nếu có điều gì không chính xác thì mong các bạn cũng thông cảm. Nhưng có một điều tôi không cường điệu quá, không có hư cấu câu chuyện để tạo kích thích, tạo sự sợ hãi hay là tạo hấp dẫn cho câu chuyện. Nó là câu chuyện thật. Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện ma giấu người giữa hai cái mai vú ở chợ Đầm Dơi. Khi nói đến chợ Đầm Dơi hay quận Đầm Dơi, bây giờ mọi người sẽ nghĩ đến một cái nơi phồn hoa, nó giống như là một cái thành phố. Mà đã lâu lắm rồi tôi không có về tới. Nếu về tới bây giờ tôi sẽ không nhìn ra được nữa đâu, vì nó sẽ không giống như một cái quận Đầm Dơi ngày xưa. Quận Đầm Dơi thời tôi ở, từ Cà Mau muốn đi vô tới quận phải đi cái con tàu. Rồi gần tới quận Đầm Dơi đó, ngay tới chợ đó, thì nó có cái xóm nhà. Xóm nhà từ trên tới gần nhất đó là cái nhà máy xây lúa nha.
nhà máy xây lúa ngay đó có cái ngã ba, thì đi thẳng con sông lớn là xuống chợ và quẹo trái cái con sông nhỏ hơn là đi vô ấp Tân An Ninh. À, ở nơi đó tôi nhớ rõ có ông cậu Ba Lớn ở đó. Ông cậu Ba Lớn là người em thứ ba, còn bà ngoại là người thứ hai. Hồi xưa bà ngoại mẹ cũng ở trên căn nhà ở cùng dãy, cùng mép sông với ông cậu Ba Lớn. À, sau này mới dời xuống chợ. Ở nơi đó nó cũng có một cái câu chuyện ma giấu người liên quan đến lúc bà ngoại và mẹ đang ở trên đó, mà đó là cái câu chuyện sau này tôi nghe bà ngoại và mẹ kể lại. Thì nếu chiếc tàu mà đi qua khỏi cái nhà máy xây lúa đến quận Đầm Dơi thì nó cập vào ngay bến tàu. Thì cái bến tàu đó ngay đầu nhà lồng chợ là nơi người ta nhóm chợ buôn bán, còn trong nhà lồng là để trú mưa, trong khi trong đó có những cái thớt thịt nha, có chỗ bán như tôi kể, có nước đá, có đồ ăn đồ uống trong đó nha. Nhưng mà thường thường là những cái gánh chứ không phải là những cái tiệm trong nhà lồng chợ. Nhưng mà sạp thì nhiều lắm, sạp bán thịt heo, sạp bán trái cây đủ hết. Thì ngay chỗ đó là đầu nhà lồng chợ. Đầu nhà lồng chợ xuống bến tàu có một khoảng cách để nơi đó người ta bày hàng đã bán tấp nập. Rồi phía bên kia đầu nhà lồng chợ là cái cột cờ, và lúc đó đối diện là nhà bà ngoại. Hai bên nhà lồng chợ là hai dãy phố. Ngay bên cạnh cầu tàu là nó có cái cầu đi qua bên quận Đầm Dơi. Bên đó là quân đội đóng bên đó, đồn bên đó. Và cái cầu đó bắt ngang đi ngang qua cái quận tới đầu bên kia của cái quận là cái trường tiểu học Đầm Dơi. Ui cha, nó tuốt bên đó. Đi học là đi ngang cái quận luôn. Mà tôi hay kể là mỗi lần thấy máy bay xuống là từ bên chỗ trường tiểu học nó chạy về để đi để coi máy bay. Ngay chỗ góc cầu tàu và cái đầu nhà lồng chợ nó có cái chi thông tin. Chi thông tin gọi là chi là tại vì thuộc về quận, là cái nơi để phát thanh. Còn thuộc về tỉnh thì gọi là ti thông tin. Đó là cái danh xưng hồi xưa. Ở chi thông tin nó có một cái phòng giống như kiosk bây giờ. Người ta vô đó thì nó có cái microphone, rồi thông báo, nói chuyện, đọc tin tức. Thì nó phát ra những cái ô bạc lừa. Hồi xưa gọi là ô bạc lừa là những cái loa. Loa là cái miệng bự tròn ở sau có cái đuôi đó. Phát gian là người ta nghe. Để cho chợ nghe, cả chợ nghe và phát thanh qua bên kia sông cũng nghe. Như Việt Thảo nói, dọc hai bên nhà lồng chợ thì cái dãy bên kia nó có cái dãy hình chữ L. Ở đầu, ở bên kia có, như tôi kể là có cái bà Tám Khải bán bánh bò. Rồi dọc theo đó những cái căn nhà và sát bên đó là cái dách. Bởi vì trước khi tới cái cua quẹo qua cái tiệm là cái mặt bán hàng đó, xây ra phía cầu tàu thì là cái dách nhà. Cho nên chỗ đó thường thường không có đèn nhá. Rồi mới quẹo cái cua đi qua, nó có những cái tiệm khác là lên cái dãy nhà đi sống trên, là cũng dọc theo cái con sông nhỏ đi vô, và bên kia là cái đồng. Phía bên mé sông từ Cà Mau đi xuống trước khi cập bến tàu là cái dãy nhà sàn bên này nhá. Cái đích thì xây ra dòng sông, cái mặt xây vô chợ để chỉ buôn bán, có cái tiệm lưu kim của bà ngoại ngay cho cột cờ. Đêm nào cũng vậy, ở quận Đầm Dơi người ta hay đi ngủ sớm lắm. Tối mà đâu có làm gì. Học sinh đi học về cũng vậy. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi thắp cái đèn dầu ngay cái bộ dáng gõ của bà ngoại để học bài. Học mau lắm, học rất mau. Rồi xong tắt đèn đi chơi. Chơi ở trong dọc theo cái hàng ba, gọi là hàng ba, tức là trước cái tiệm. Trước mỗi căn nhà, cái tiệm thì nó có cái hàng ba. Kế bên nhà bà ngoại là nhà ông cậu Hai Sen. Ông chuyên môn đi mua heo ở các nơi về để bán. Đêm nào ngủ sớm thì vô ngủ, còn không đi chơi chút về. Nhưng mà thường thường ngủ sớm chứ không ai thức khuya. Không có giống như bây giờ thức 9-10 giờ đêm hay là 3-4 giờ sáng, không có. Nhiều khi chờ miếng ăn thua mặt trời thôi, sụp trời tối là ngủ sớm mà. Tại vì buôn bán, người dân ở trong ruộng đi ra, họ mua bán buổi chiều họ phải về hết rồi, trưa về rồi. Còn buổi tối chỉ còn dân trong chợ mà đâu buôn bán ai. Rồi ăn uống xúm nhau rồi nói chuyện chơi. Nhất là ở ngoài trước nhà bà ngoại nó có cái sạp. Sạp là để kê nồi niêu xoong chảo bán đó.
rồi ban đêm dọn vô cái sạp vẫn còn để đó. Cái sạp không có khiêng vô nhà, rồi đóng cửa lại thôi. Sáng mở cửa là dọn đồ ra đó. Thì hôm đó buổi tối chúng tôi chạy đi chơi. Tạc lon. Nhảy cò cò, đủ chuyện hết, chơi. Thì chơi đâu có ai nít xuống nhau, chơi quen nhau hết. Lúc đó tôi mấy tuổi hả? Khi đã đi học tiểu học rồi, tôi vô lớp 1 đầu tiên là lúc 6 tuổi, học sớm. 6 tuổi, 7 tuổi cỡ khoảng đó thôi. Dạ, 8 tuổi cỡ đó. Thì trong khi chúng tôi chơi theo cái ánh sáng của những cái đèn măng sông treo trước cửa nhà. Có những cái nhà treo đèn măng sông trong tiệm, như của bà ngoại không treo trước nhà mà treo trong tiệm. Nhưng ánh sáng nó rọi ra tới ngoài, ngoài hàng ba và tới được. Nhà nào cũng vậy. Có những cái nhà ông cậu Hai Sàng không có thắp đèn măng sông. Ông để cái đèn dầu thôi, cho nên chỗ đó nó tối. Phía bên kia, chỗ bà Tam Khải tối, không có thắp đèn măng sông. Tại vì bà làm bánh bò ở bên trong, xây bột bên trong, làm bánh bò bên trong. Mà tôi nhớ mỗi lần muốn ăn bánh bò là từ bến nhà bà ngoại, tôi chạy băng ngang cái sân có cái cục cờ qua tới nhà bà Tam Khải, rồi lúc đó vung bánh bò xách về. Mà thật sự nói hồi nhỏ thì thấy nó rộng, chứ lớn nó thấy chút xíu à, gần một bên. Thì đối diện nhà bà ngoại như cái đường vô chùa rồi, bên đây có cái dãy, dãy nhà. Thì đầu dãy nhà, hết nhà rồi, ở nơi đó nó có cái đồn. Tại sao có cái đồn ở đó? Là lính ở đó là một cái chốt để gác. Bên kia cái quận rồi, nhưng mà phía bên đây là cái chợ, không có ai hết. Thì mấy ông sợ ban đêm, mấy ông ở bên trong, tức là Việt Cộng đi về, cho nên phải có cái chốt đóng đồn ngay đó, đằng canh giữ bị. Ở đó cái đường đi lên xóm trên luôn mà, dọc theo bờ sông đi. Tôi nhớ trong đồn, trong cái bót đó có khoảng cái chừng 7-8 người lính nè. Mà hồi đó xài súng là xài loại garang M. Garang là loại mà nhét vô bắn 3 viên hay gì bắn, mà bắn giật dữ lắm. Chưa có carbine M1, chưa có carbine M1 bắn nguyên băng, chưa có. Rồi mỗi sáng có người đi, ông lúc đó là ông Khả, ông đi, ông gỡ lựu đạn. Tại sao có vụ gỡ lựu đạn? Rồi buổi chiều tối đó, trước khi tối còn thấy đường, ông đi gài lựu đạn là sao? Lựu đạn nó gọi là Rene, hình như Rene, nó nhỏ này, có cái khoen, giật cái khoen ra cái muỗng an toàn ở đây, cầm thì nó không nổ. Khi giật cái này rồi mà buông ra đó, thì cái muỗng văng ra, lúc đó nó phát nổ. Ông đi gài lựu đạn ở chung quanh đồn, tại vì sợ mấy ông ở trong tối bò ra, trong đồn không biết, mà nếu bò ra dướng nó sẽ nổ. Thì chiều nào cũng đi gài lựu đạn. Gài tức là giật cái khoen an toàn ra rồi. À, cái khoen để đó thì mở cái nhíp an toàn ra thì nó nằm sẵn vậy thôi. Mới gài cái dây. Thì mấy ổng nếu mà bò vô đụng thì nó giật cái khoen thì nó nổ. Đại khái cái nguyên tắc như vậy. Rồi tối đó không có ai bò vô nổ thì sáng phải đi gỡ nó. Tức là đi tháo dây ra rồi gài chốt lại cắt. Tại vì ban ngày sợ người ta đi nguy hiểm. Với ban ngày không cần thiết phải để, lỡ con thú con gì nó chạy ngang nó dướng nó nổ. Chỉ gài ban đêm thôi. Tôi nhớ ông đó tên là ông Khả. Ông đó đã chết vì cái sơ suất là khi gài lựu đạn nó bị làm sao nó nổ, chết tay cục hết. Tôi có nhớ cái hình ảnh đó, thấy thương lắm. Đó, cái địa hình vị trí của cái chợ Đầm Dơi, cái quận Đầm Dơi nó giống như vậy. Buổi tối đó chúng tôi đang chơi, tự nghe chi thông tin thông báo. Mà khi chi thông tin lên tiếng đó, thường thường có chuyện quan trọng. Chứ ít khi nào mà giữa buổi tối mà lên thông báo lắm. Tại cái tin tức người ta đọc có giờ, buổi sáng mấy giờ, buổi trưa mấy giờ, buổi chiều giờ nào có, chứ không ai ngồi đọc hoài. Để cho cả chợ biết những tin tức quan trọng hay những thông báo của quận. Tiếng của một người đàn ông thông báo, nội dung nha, nhớ không kỹ lắm nhưng mà nhớ cái nội dung
là thông báo cho Phong, con của ông chủ tịch hội đồng xã, lúc đó ông đó ông Phát, hiện giờ em đi chơi ở đâu, về nhà, tại vì ba má đang tìm. À, khi mà nghe cái loa phóng thanh của chi thông tin nó phát lên thì ai cũng lắng nghe coi chuyện gì. Thì lúc đó nghe thông báo là như vậy, thằng Phong, Phong này có thể lớn hơn tôi nha, có thể lớn hơn hoặc đồng lứa thôi, nó cũng học trường tiểu học Đầm Dơi, đi đâu chơi mà ở nhà kiếm không có. Sau đó cái tiếng loa phát thanh lặp lại, em Phong ở đâu, về nhà, cha mẹ ba má đang tìm vậy đó. Thì lúc đó tụi tôi đang chơi ở bên này, cái dãy nhà bên đây, nhìn qua bên kia thì thấy người ta đang xách đèn măng sông đi, và có mấy người chạy theo nữa. Tiếng chuông nhà thờ đang đổ. Thì lúc đó chúng tôi chạy qua để đi theo coi. Thì cái đèn măng sông sáng, nhiều người chạy, lúc đó là đi dãy bên kia, là ngay chỗ cái cua quẹo đó. Tức là cái dãy nhà bán tiệm mặt xây xuống mé sông chủ chi thông tin, thì bên vách ngang hông là cái cua quẹo. Thì cái đường đi đó là đi lại phía nhà chỗ cái tiệm bà Tám Khải bán bánh bò, rồi đi luôn lại phía đầu nha. Đó là cái con đường đó. Tụi tôi chạy theo tìm. Người ta xách đèn, người ta đi cho tới ngay cái ngã đường đi ra chùa đi tìm. Rồi người ta dở đèn coi ở trên ngọn cây, trên cái đi tìm khắp chợ hết. Thì sau đó chi thông tin cũng thông báo thêm lần nữa, em Phong ở đâu, cháu Phong ở đâu, về gấp tại vì ba má và mọi người đang tìm. Tôi có nghe thêm thông báo nữa, rồi sau đó không thấy. Như vậy thì cả chợ đều được thông báo, mọi người đều biết, xóm đều biết hết là em Phong đã đi lạc đâu. Mà giờ đó người ta không biết, mọi người đổ xô đi tìm. Tôi đi theo cái đèn măng sông đó, theo cái nhóm đó, họ tìm dòng chợ không có, họ quay trở về. Thì có người bàn tán nói, hay là nó đang ở trong nhà. Chúng tôi xách đèn, chúng tôi theo cái đèn chứ không phải xách đèn. Cái tiếng chuông nhà thờ làm cho tôi hơi phân tâm chỗ này. Tôi theo những người xách đèn đó đi ngược trở lại, dọc theo cái chỗ bóng tối đen bên cạnh cái tiệm, quẹo phải thì nhà của thằng Phong cách cái căn tiệm đầu có chừng khoảng 5 căn 6 căn. Nhà cái tiệm ông cậu Bảy Há ở đây, tiệm ông cậu Tư Mến ở đây, tôi còn nhớ, nếu không lầm, ông cậu Tư Mến, ông cậu Bảy Há. Thì nhà của thằng Phong, con của ông chủ tịch hội đồng xã tên Phát, nằm ở đó. Người ta mới xách đèn đi vô nhà kiếm, mà vừa đi vừa kêu, Phong ơi, Phong à, có nhà không? Đi, thì đi từ phía trước ra phía sau nhà thì luồn tuôn lắm, có tấm vách. Đi ra mép sau, người ta rọi đèn kêu khắp nơi, những cái hàng mái vú, nghe, hàng mái vú nó nằm dọc dọc trong nhà, nhà bếp không có gì hết. Rọi coi từng chỗ luôn, không thấy. Thì đi ra, chứ làm sao bây giờ? Mọi người không biết làm sao. Lúc đó thì có cái ông đó ông tên Lộn, người dạm dở to lớn, không biết trên tay hình như có xăm, tôi nhớ ông ở Trần. Ông mặc cái quần dài mà ông ở Trần. Ông đi tới, rồi ông hỏi mọi người kiếm được chưa. Thì mọi người nói kiếm mà cũng chưa có, mà không biết nó đi đâu. Chi thông tin kêu réo nó không trả lời, mà hỏi trong cái đám chơi cũng không thấy. Thì ổng mới đi kiếm. Rồi mọi người nói bây giờ kiếm đâu, giờ kiếm hết rồi. Thì kiếm trong nhà. Ổng nói trong nhà kiếm kỹ chưa. Mọi người nói kiếm đồ mà không thấy. Ổng nói đem đi coi. Thì lúc đó ổng xách cái đèn mang xong ổng đi. Tụi tôi đi theo nữa. Ổng xách. Ổng không có kêu ổng đi, ổng coi, ổng rồi ổng coi theo từng cái kẹt. Cái ông đứng khựng lại.
Tôi nổi óc hết trơn rồi. Nổi óc hết trơn trời. Ông dòm vô trong ngay ở dưới cái kẹt của cái máy vú. Các bạn, cái máy vú nha, nó bự. Ở trên nó tròn, nó bự. Ở dưới thì nó không có nhỏ lắm, nó tóp lại một chút. Ở trên nó có, tại sao gọi là cái máy vú? Tại ở trên nó làm cái núm vú. Khi nó làm cái máy ở trên làm cái núm nha. Nhìn là gọi là cái máy vú, là tại vì nó có cái vú ở trên cái núm. Dạ. Khi hai một cái máy vú như vậy đó, như Việt Thảo có nói là 6 đu rưỡi nước là sao? Cái đôi nước gánh hồi xưa đó là người ta lấy cái thùng dầu lửa đó, cái thùng dầu lửa, cái thùng thiết vuông nha, để bán dầu lửa. Bán hết dầu lửa rồi người ta khui cái nắp. Rồi người ta mới đóng cái cây ngay giữa, ở hai đầu lấy nút ve hay là thiết á, đóng lại. Thành ra ở giữa là cái cây chắc, nó dính bằng hai, dính vô hai cái mép thiết hai bên là bằng những cái đinh đóng chặt vào. Rồi xong rồi người ta mới cột dây và múc nước đầy hai cái thùng đó gánh, bực là một đôi. Một đôi nước là hai thùng dầu lửa nước đó nha. Thì khi đổ vào trong cái máy vú đó 6 đôi, gánh 6 đôi nước tức là 12 thùng, thì cái mực nước nó còn lưng chứ chưa đầy, phải thêm nửa thùng nữa thì nó mới đầy tràn. Cho nên gọi là 6 đôi rưỡi, à thêm một thùng nữa nó mới đầy tràn, gọi là 6 đôi rưỡi. Một cái máy vú như vậy 6 đôi rưỡi, hai cái máy vú nó để sát nhau. Thì khi mà cái phần tròn ở trên đụng nhau đó, ở bên dưới vì cái đáy nó nhỏ cho nên nó có một cái khoảng hở. Mà nếu bây giờ mình leo vào trong đứng, mình chỉ đứng thẳng thì có thể được. Đứng thẳng thì có thể được nha. Mà đằng này mọi người hết hồn, tại vì thằng Phong nó đang ngồi ở bên dưới mà kẹt ở giữa hai cái máy vú. Nó ngồi như thế này. Cái chuyện không thể tưởng tượng được. Nó chung vô bằng cách nào? Nếu hai cái máy không thì mình có thể nói là người ta có thể kéo cái máy ra, giấu nó vào trong đó rồi đẩy cái máy lại thì nó kẹt ở trong. Nhưng mà không thể nào cái người vậy mà nó kẹt, nhỏ xíu mà nó kẹt ở dưới được. Nó chung vô không được mà cái máy đựng đầy nước. Không thể nào nó vô rồi người khác mới đổ nước, mà người khác đổ nước thì ít ra cũng thấy được cái vệt nước. Mà cái người nào công phu đến độ là phải dùng tới 12 đôi nước rưỡi, 13 đôi nước thì mới đổ đầy hai cái máy vú đó, máy nước vẫn còn đầy. Mà nó ngồi kẹt ở bên dưới, ngồi co như thế này. Ngồi nha, ở bên dưới nha, chứ không phải là đứng. Chưa hết, cái miệng nó còn ngậm nửa cục gạch tiểu. Mà cái nửa cục gạch tiểu lúc đầu người ta chưa thấy, chỉ thấy nó ngồi trong kẹt đó thôi. Thì lập tức múc nước liền, múc nước liền lẹ, múc nước ra, múc nước ra, múc nước ra. Rồi xong rồi đó, chưa hết rồi người ta mới dời, ba bốn người dời máy ra. Thì nó vẫn ngồi, con mắt nó nhìn như thế này. Mà đặc biệt là trong miệng nó ngậm nửa cục gạch tiểu. Gạch tiểu là cái cục gạch để xây nhà, nó dài như thế này. Bề ngang bề lớn này nè, bề dài bấy nhiêu đây nè. Nửa cục gạch tiểu mà nó ngậm trong miệng, căng cái miệng nó ra. Không thể nào mà nó, cái cục gạch nó phải dày cái này nữa. Thì làm sao đút vô miệng mà vậy, mà nửa cục gạch tiểu nằm trong miệng mà căng, căng cái miệng ngậm. Con mắt nó cứ nhìn như thế này. Nó cứ nhìn thôi, nó không có động đậy. Nó cứ nhìn giống như cái trời trồng chết rồi vậy, ngủ. Cái việc đầu tiên là phải đem nó ra. Đem ra đầu tiên đó thì làm sao để lấy được viên gạch ra, cả một vấn đề. Bây giờ căng cái miệng nó ra, căng không nổi nữa, nó căng thẳng ra, căng không được. Người ta mới lấy cái kềm, người ta bỏ bếp, bóp cho nó bể, bóp cho nó bể dần cái gạch, bóp cho nó bể ra, gõ bể. Cái máu nó không chạy, cái miệng nó chảy máu mà không chảy máu luôn. Để rồi bể cái gạch ra thì lúc đó mới lấy gạch ra được. Nhá. Thì miệng nó dính gạch trong đường, người ta phải đem ra mà nó không nói chuyện được luôn, ớ vậy thôi. Dạ. Ông Lộn mới ẩm nó đem ra ngoài cái bộ ván gõ phía trước nhà cho nó nằm dài ra đó. Nó vẫn nằm im thôi. Ông mới đem lấy nhang thắp, rồi ông cúng, ông giái, ông làm cái gì đó nha. Thì một chút sau nó tỉnh lại. Thì mọi người vẫn coi, Thảo vẫn coi. Nó tỉnh lại, ông mới hỏi chuyện là sao, lý do gì mà tại sao ngồi ở đó. Nó nói nó không biết. Tại sao có cái cục gạch trong miệng, mày lấy mày đút vô hả? Không biết.
Thôi chứ hồi chiều giờ làm gì mày đi đâu? Nó nói là hồi chạng vạng tối đó tôi thèm ăn bánh bò, cho nên tôi mới đi lại cái nhà bà Tám Khải để mua bánh bò ăn. Thì nhà nó dọc theo cái con phố, thì con phố này xây xuống dưới mé sông phía bên này, cũng có đèn neon, cũng có đèn măng sông. Rồi nó đi trên con phố, nó đi cho tới cái ngã quẹo cái chữ N là cái góc, thì hết nhà cái tiệm này nó quẹo bên trái. Thì đây là cái chỗ cặp bên hông của cái tiệm không có đèn, nó tối. Thì từ đây mới đi một khúc nữa mới tiệm bà Tám Khải bán bánh bò. Nó mới vừa quẹo qua thì trong cái bóng đêm đó nó đi thì gặp một cái người đàn ông mặc đồ đen đi tới. Ông hỏi nó đi đâu. Nó nói tôi đi mua bánh bò. Cái ông mới nói có phải muốn mua bánh bò này không. Ông đưa cho nó coi, nói đúng rồi, bánh bò ở đằng bà Tám Khải. Bà nói nè, ông nói bánh bò này ăn đi. Đó, thì nó đâu có dám ăn. Nó mới nhìn lên, nó nhìn lên ổng thì không có thấy rõ cái mặt. Cái ổng cười, nó thấy cái hàm răng vàng. Nó thấy có cái hàm răng vàng. Nó nhìn xuống bánh bò thì nó thấy cái tay của ổng bị cục. Nó sợ quá, nó không dám ăn, nó tính bỏ đi. Thì ổng mới nắm nó lại, kéo nó lại. Thì ổng cầm cái bánh bò này nhét trong miệng cho nó ăn. Chỉ có vậy thôi. Nó chỉ kể được tới đó, nó biết tới đó. Cái câu chuyện nó kể phù hợp với một cái người mà chết cách đó 2-3 ngày. Đó là ông Khả. Cái người mà gài lựu đạn ở bên cái đồn. Khi nổ lựu đạn ông bị cục hết đầu bàn tay. Cục tay. Có lẽ trong khi ông gài nổ cục tay. Chết. Và ông Khả là người có bịch răng vàng. Như vậy theo lời kể của thằng Phong thì cái người cho ăn bánh bò là ông Khả. Cục tay và có răng vàng. Chứ ai mà đi cầm bánh bò cho nó ăn mà không chỗ đèn sáng mà ngay góc, ngay cái dốc góc, cái vách nhà người ta, cái chỗ tối, ngay cua quẹo. Rồi vấn đề là sau đó thì chuyện gì xảy ra? Tại sao nó ngồi lại, nó ngồi ở trong giữa hai cái mái vú, ngay cái bên dưới chật chội như vậy? Và nửa cục gạch tiểu đó ai nhét vào cho nó? Tôi suy nghĩ hoài vẫn không ra. Điều thứ nhất, tại sao nhiều người đã từng xách đèn măng xong, và trong đó có Việt Thảo, đi ở dưới chỗ nhà bếp ngang những cái mái vú tìm mà không thấy? Hay là khi mình đi tìm, mình nghĩ rằng ở nơi đó mái vú không thể nào vô ngồi, mình không dòm? Có thể. Đó là cái suy nghĩ của tôi. Trong khi mọi người đi kiếm, em kiếm cho nó có, chứ không thật sự như cái ông lộn này. Ông kiếm ngay trong cái góc kẹt luôn, cái chỗ mà người ta không nghĩ rằng con người có thể vô ngồi được. Điều thứ hai, cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa suy nghĩ được. Và có thể theo lời người ta nói đúng chăng? Tại vì ông lộn là dân làm trại đáy. Cái trại đáy bây giờ tôi không biết nó còn không, ở trên những con sông. Như ngày xưa, cái trại đáy là cái con sông, người ta làm một cái cây lớn nha, đi ra được khoảng 2/3 con sông, để chừa lại 1/3 cho tàu có thể thông thương, đủ cho tàu chạy nếu con sông nó nhỏ. Còn sông lớn thì không sợ nha, nhưng mà thường thường người ta không ít làm bên sông lớn lắm. Thường thường làm cái chỗ sông nhỏ để chi cá nó tụ vô theo cái dòng nước đi mới dễ bắt nó, hơn là dòng sông lớn. Nhưng phải chừa đường cho tàu chạy. Là tại vì phía bên trại đáy đó, nó cắm cột xuống, nó có cái cây ngang để cột cái miệng lưới thiệt lớn. Xong rồi nó mới lấy cái cây đẩy cái miệng lưới sát với dòng sông. Còn một cái miệng lưới kia thì nằm ở trên. Như vậy thì cái 2/3 dòng sông đó, nguyên một cái miệng lưới bự nó chặn ngay đó. Nước chảy, nhất là nước ròng, nó mới thả đáy xuống. Thì nước nó chảy, cá vô trong đó ra không được, là tại vì phía đằng đuôi cái lưới nó túm lại rồi.
và túm lại bằng cái cột có cái phao nổi. Để sau này nó kéo cái cây lên, tức là miệng lưới bịt lại, thì nó mới bắt đầu kéo kéo cái phao đó lên, để từ cái đuôi đó nó lần, nó lấy cá tôm. Có lẽ ông Lộ là cái người sống bằng cái nghề biển, nghề cá, người mạnh khỏe, tinh thần vững chắc, hay là như thế nào đó, mà ổng là người không có yếu bóng vía, ổng không có sợ ma. Ổng thức đêm thức khuya làm lưới mà, làm đái. Cho nên ổng không có sợ ma, tinh thần ổng mạnh, thành ra ổng mới tìm thấy được nó. Đó là người ta nói như vậy. Còn mình thuộc dạng yếu bóng vía, cho nên vừa đi vừa sợ, sao không thấy. Nhiều khi nó ngồi lù lù đó mình cũng không thấy. Một điều nữa là, cho đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu, cái chỗ nó quá nhỏ. Bình thường sau đó chúng tôi thử vô ngồi trong đó ngồi không được, là tại khi để sát vách hai cái máy bị, vô leo vô đó vô ngồi không được. Mà tại sao nó lại ngồi được trong đó, trong khi hai máy nước vẫn còn đây? Tôi mới tìm cách giải thích, có thể là ai chơi cắt cớ bắt nó đem giấu, trong khi nhà không có ai ở nhà, thì hai cái máy đó không có nước, bắt nó vô ngồi trong đó chơi cho nó một cục gạch luôn. Phải có người lớn nha, căng cái miệng nhét vô. Nhưng mà nó phải la chứ, nó phải khóc chứ, rồi đẩy vô nó ngồi đó, mới đẩy hai cái máy lại rồi đổ nước cho đây. Đó là cái cách giải thích cho nó hợp lý, chứ nếu không thì làm sao nó vô ngồi trong đó được. Và một điều nữa tôi không hiểu nổi, các bạn thứ hôm nào lấy cái cục gạch tiểu đi, rồi chặt đôi ra, đập đôi ra. Mà cái cục gạch tiểu này nó bể một cách bén lắm, chứ nó không phải là cưa, không phải chặt, mà đập mà sao nó ngay ngắn lắm, mà nhét vô trong miệng đứa nhỏ được. Làm sao được? Trời ơi, làm sao mà nhét được, hay quá. Không phải cái cạnh mà nhét. Không hiểu, tôi không hiểu nổi. Cho đến giờ phút này, ngày hôm nay 64 tuổi đời, tôi nhớ là cái câu chuyện xưa, câu chuyện mà tôi đã chứng kiến tận mắt lúc còn thở nhỏ, lúc đi học tiểu học. Một người bạn học, không phải chung lớp, chịu chung trường, ngồi ở giữa hai cái máy vú đầy nước, miệng ngậm cục gạch và không nói gì được hết. Sau đó được giải thoát ra rồi, thì có người nói sau này nó bị khùng khùng, tôi thì tôi không thấy gì khác thường. Em nó vẫn bình thường như vậy. Còn nếu có người nói rằng em khùng khùng điên điên, tự nhét gạch vô miệng rồi tự ngồi trong đó, tôi không tin chuyện đó. Và cái câu chuyện em kể lại cho mọi người nghe là khi em đi mua bánh bò, quẹo cái cua ngay chỗ tối bên hông nhà của một cái tiệm, rồi gặp một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ đen, tai bị cục hết, miệng có răng vàng, đưa cho em ăn bánh bò. Tôi tin lời em kể, nhưng tôi vẫn chưa tin rằng có cái người nào thật như vậy. Có thể do em trong đầu nghĩ ngợi, vì cái chuyện ông Khả chết cục tai em cũng biết, ông Khả có răng vàng em cũng biết, hay trong lúc nửa tỉnh nửa mê đó, nó kết cấu thành câu chuyện trong đầu của em, để em kể lại một cách rất là tự nhiên, giống như nó như thật. Do cái kết cấu của đầu óc em, nó ra một cái câu chuyện mà em kể cho mọi người nghe, để giải thích tại sao cục gạch nhét vô miệng là giống như em ăn bánh bò mà do ông Khả đã chết rồi cho em ăn. Như vậy thì nếu tin vào sự thật, tin rằng cái chuyện này có thật, thì có ma giấu người. Và ma đó là ông Khả, người đã chết cách đó mấy ngày vì gài lựu đạn ở đầu. Và cái bánh bò mà cho em ăn chính là cái viên gạch tiểu, và sau đó giấu em vào trong cái kẹt của hai cái máy vú, mà ngay trong nhà bếp, chính ngay trong nhà sau của em. Mà phải nhờ tới một người có thần vía cao là ông Lộn làm ở trại đai mới có thể cứu em và tìm em ra được. Câu chuyện này đã được lan truyền, nhiều người cũng kể đi kể lại, nhưng không phải tôi là người được nghe lại, mà chính tận mắt
theo dõi từ đầu đến câu chuyện, từ lúc chi thông tin, thông báo tìm em, cho đến tôi theo những người đó đi tìm, và cuối cùng tìm được em ở trong giữa hai cái máy vú và với cục gạch trong miệng. Rồi sau đó được ông Lộ làm cho em tỉnh lại, để ngày hôm nay tôi kể lại cho các bạn. Mong rằng câu chuyện vừa qua như là cái kỷ niệm của thời ấu thơ. Với những sự việc xảy ra mà cho đến giờ phút này cũng vẫn còn khó hiểu và chưa giải thích được, xin được kể cho các bạn nghe. Và nếu các bạn thích thì Việt Thảo sẽ kể những câu chuyện kế tiếp. Cái câu chuyện kế là cái câu chuyện mà cũng là ma giấu người. Nó cứ liên quan đến bà ngoại, mẹ, các người dì, những người mà lớn tuổi sau này Việt Thảo kêu tới bà cố. Ma giấu như thế nào? Cho ăn cái gì? Ở đâu? Trong trường hợp nào? Việt Thảo sẽ kể tiếp cho các bạn nghe. Nhớ nha, nghe thôi và đừng sợ. Nếu cảm thấy mình sợ thì nên kiếm chỗ nào sáng ngồi coi. Đừng có trốn chỗ tối, nằm một mình, trùm mền. Tại vì nếu thật sự có ma, nó cũng biết dở mền mình lên để nó kéo dọ mình. Nếu bạn nào đang ngồi nghe chuyện bình lề của Việt Thảo mà cảm thấy lạnh nổi ấc, có thể có cái sự hiện hữu của người vô hình bên kia, bên cạnh mình. Như Việt Thảo thường hay nói, đó, 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 các bạn coi nè, nè, thấy chưa? Cái tay bắt đầu nè, đó, đó, nhìn nè, bắt đầu nổi ấc lên nè, dạ, bắt đầu nổi ấc lên, nha, là người nó cảm thấy ớn lạnh, nó cảm thấy ớn lạnh, đó. Như vậy thì, theo Việt Thảo từ trước giờ kinh nghiệm là có một cái người nào đó hay nhiều người đó, ui cha, coi nổi ốc nè, lạnh nè, thấy không các bạn, ghê chưa? Ui cha, nổi ốc lạnh hết trơn. Có thể bên này, có thể bên này, hay có thể đang ở phía sau lưng cùng với Việt Thảo, đang ngồi nghe Việt Thảo kể chuyện, hay có thể đang đứng đây, mình không biết nha. Đó là theo cái kinh nghiệm của Việt Thảo. Thành ra các bạn nào đang nghe tiếng chó sủa, nghe Việt Thảo kể chuyện mà cảm thấy nổi ốc hết thì có thể thôi nha, theo Việt Thảo có cái sự hiện diện của người vô hình ở cõi kia nha. Ok, Việt Thảo sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe cái chuyện ma giấu kế tiếp mà Việt Thảo đã được nghe kể lại như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you and I love you. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện bên lề của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nha, subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Yeah. Hello các bạn, hiện giờ thì Việt Thảo đang có mặt ở trong hội chợ triển lãm quốc tế về ngành làm đẹp Cosmoprof ở tại Las Vegas. Năm nay Việt Thảo khám phá được một sản phẩm vượt trội trong ngành nail của năm 2019, đó là bột nhúng Nitro. Bột nhúng Nitro do công ty Nitro sản xuất có tên gọi là Nitro Healthy Dripping System. Tại sao bột nhúng Nitro là vượt trội hơn những sản phẩm khác? Nó có những cái hơn đặc điểm như thế này: mịn màng hơn, tự nhiên hơn, màu sắc chuẩn xác hơn, chất lượng ổn định hơn, giá cả nhẹ nhàng hơn, dễ sử dụng hơn, đạt tiêu chuẩn an toàn hơn vì được làm và sản xuất tại Hoa Kỳ. Bột nhúng Nitro là sự chọn lựa tốt nhất cho các bạn của ngành nail. Nitro Healthy Dipping System, the best choice made in USA.
Việt Thảo rất thích ăn ở hip hop và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng hip hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Cho dù cách xa vạn dặm nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đang ăn cơm gạo nàng hương chợ đào đó. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chợ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuonchodao.com. Các bạn ơi, để đáp lại yêu cầu của các salon, những nơi làm nail muốn có những cái màu sắc mẫu mã mới đẹp dành cho khách hàng, nó phải có một sự thay đổi. Để đáp ứng lại cái yêu cầu đó, CNC Gel đã cho ra 4 cái collection trong năm 2018. Đó là Party Collection, London Collection, Bling Bling Collection và Platinum Collection. Party Collection với những màu sắc tươi trẻ, vui tươi cho những party, những event, những nơi vui lễ hội. London Collection với những màu sắc của mùa thu và mùa đông, giống như bầu trời của London Anh Quốc. Bling Bling Collection với những màu sắc tươi trẻ, sống động của giới trẻ, và Platinum Collection với những màu sắc sang trọng, quý phái, lộng lẫy, rực rỡ. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu 4 collection của CNC Gel đến với tất cả quý vị trong ngành nào. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ này, yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đang thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ, tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Peter Hà ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth.